khi phát vị đĩa đệm thì nó sẽ cấn vào cái sợi dây thần kinh. Và cái sợi dây thần kinh này nó dọc đi dọc cái cột sống thắt lưng. Vì thế nên chúng ta thấy là sao? À, đau lan. Có người thì đau đứng giữa mông, có người thì đau xuống dọc hai bên đùi, còn có người thì đau xuống gót chân, có người đau xuống ngón chân cái, ngón chân út vân vân. Thì cái trường hợp phát vị đĩa đệm à chèn dây thần kinh, người ta hay gọi là cái hiện tượng đau dây thần kinh tọa hay là đau dây thần kinh không to gì đó. Đó. Và chúng ta thấy chưa ạ? Đây là một số cái tình trạng của cái đĩa đệm. Rồi những người bị hẹp đĩa đệm thì sao? Đây này, nó xẹp hẳn xuống này, còn nó còn nham nhở chỗ này nữa, thậm chí nó còn lồng xương vào nhau nữa. Khi mà cái đĩa đệm rồi cái sụn rồi các thứ vân vân nó đều thoái hóa rồi, lúc này có hiện tượng xẹp xuống. Ở đây lớp mình có ai bắt đầu sau mấy mươi năm cuộc đời mà thấy chiều cao của mình bớt hoành tráng không? Có bạn? Có hả? Mất mấy phân? Có không chị? Mấy phân? Đó, trời ơi, 4-5 phân. Mấy chục năm cuộc đời, bởi vì sao mọi người biết sao không? Vì mỗi một cái đốt sống như thế này mà nó lại xẹp xuống một tí, mình cộng mấy chục cái kia vào thì sao? Chiều cao mình giảm là đúng rồi. Và khi mà nó xẹp như thế, nó nhiều hiện tượng lắm. Chúng ta nhìn đây này, đây là thể hiện những cái tình trạng ở trên cái cột sống thắt lưng của chúng ta. Đó, nó nham nhở này, rồi nó còn đè chồng vào nhau, rồi nó gây cạ xương này, nó khô này, rồi nó chèn dây thần kinh nữa. Vì thế nên khi mà chúng ta chữa cái bài thần kinh tọa này, đặc biệt những người cột sống thắt lưng, lưu ý dùng cái việc mà chúng ta bấm như hôm qua chúng ta học á, là một phần hỗ trợ mà thôi, không phải là tất cả. Cái nguyên nhân chính của nó khi bị xẹp đĩa đệm, khi bị lồng vào nhau, khi bị thoát vị, thì lúc này chúng ta cần phải có một cái kỹ thuật gọi là nâng cột sống thắt lưng lên, tức là làm kéo giãn các cái đốt sống ra. Thì khi kéo giãn đốt sống thì cái đĩa đệm mà nó bị thoát ra ngoài ấy, nó theo thời gian nó được nó hết chèn, hết xẹp, thì nó sẽ trở về vị trí ban đầu của nó. Thì lúc này mới cải thiện được chứng thoát vị đĩa đệm. Chúng ta nhìn đây, đó, chúng ta nhìn cái tình trạng thoát vị đĩa đệm đây này, nó đẩy này và nó cấn vào sợi dây thần kinh này. Do đó chúng ta nhìn khi mà chúng ta sử dụng cái đai để nâng cái cột sống thắt lưng, chuyện gì xảy ra? Đây là cái đĩa đệm mà trước khi sử dụng là cái đĩa đệm của mình đã bị xẹp xuống rồi đó. Và sau khi sử dụng nó nâng lên như này, và chúng ta nhìn đây, đó, có cái tình trạng này. Tình trạng này là nó đã xẹp rồi, nó cạ xương vào nhau, giống như là đồng vào nhau đó. Nên là khi mình cử động á, mình nghe nó khóc, két, hò, kẹt, xương nó cạ vào nhau. Còn sau khi một thời gian mà chúng ta nâng lên và nâng một cách nghiêm túc, đầy đủ, thì nó đạt được như thế này đây, nó nâng lên được mấy mm đó, 3 mm không phải ít đâu. Rồi đây nữa, tình trạng thoát vị đĩa đệm chúng ta nhìn thế này. Khi thoát vị đĩa đệm nó sẽ cấn vào cái sợi dây thần kinh, và sợi dây thần kinh thì nó sẽ tạo ra cảm giác đau lan. Nên là những người đau thần kinh tọa có cái cảm giác là đau, nó cứ chạy, nó như là điện giật á, nó lan chứ nó không có chỗ đứng một chỗ, đúng không? Đấy là nó cấn vào sợi dây thần kinh. Và tùy từ cái vị trí mà cái dây thần kinh nào nó bị cấn thì mỗi một người sẽ đau cách khác nhau, những cái vị trí khác nhau, cũng được dây thần kinh khác nhau. Rồi sau một thời gian mà chúng ta nâng cái cột sống lên á, chúng ta nhìn này, đĩa đệm nó sẽ trở lại, hết bị kẹt, hết bị xẹp, thì nó sẽ trở lại cái vị trí ban đầu, nó không còn cấn vào sợi dây thần kinh nữa, thì lúc đó chúng ta mới hết đau được. Vì thế nên khi mà chúng ta dùng cái liệu pháp im mô mạch của tạp chí Liên Tâm, chúng ta phải hình dung là chúng ta phải phối hợp với lại việc kéo giãn đốt sống, với lại cái việc mà chúng ta sử dụng dây thần kinh nghe con 4-5, rồi bật cái cột căng tinh, rồi ép chân, rồi xoay chân, thì những cái kỹ thuật đó chúng ta vẫn làm đầy đủ, nhưng phải phối hợp với việc chúng ta kéo cột sống thắt lưng. Và ngoài ra có một cái bài thuốc này có ở trong sách, tôi chỉ chia sẻ. Bài thuốc này gọi là bí truyền, và thầy Dương Quang Châu có chia sẻ lại cho lớp và có ở trong sách nha. Nhưng mà tôi giải thích một chút. Một người đó xài một bắp 16 gram, đôi chậu bắp 30 gram, và một hộp vị cà cuộc, đây là cái hộp vị mà vỏ nó xanh xanh ấy. Thì ba cái vị này mọi người nhớ là vị của bắp nhá, bắp là bắp của Trung Quốc chứ không phải bắp là bắp miền Nam đâu ạ. Bắp là bắp Trung Quốc á, quốc là thuốc bắp. Và ba cái vị này thì hộp vị thì chúng ta
đi, ai mà không mua được hột vịt đấy thì chúng ta đặt mấy cái bà mà bán hột vịt ở ngoài chợ thường là phải đặt những đó, hột vịt đó uống nhiều khi phải đặt những đó họ không có sẵn. Rồi chúng ta sẽ rửa sạch hột vịt, sau đó hai cái vị thuốc này chúng ta sẽ cho vào cái siêu. Mọi người nhớ dùng tôi là khi chúng ta sắc thuốc tuyệt đối không sắc bằng nồi kim loại, nồi nhôm, nồi inox, nồi gan không nha. Và nếu mà chúng ta sắc thuốc bằng cái steel mà nó có sẵn cái lô men nhiệt đấy, mọi người nhớ là cái mâm nhiệt đấy nó có chứa trì nhé, cái mâm nhiệt tự động ấy, do đó mà nguy hiểm nhá, nguy hiểm lắm. Nên chúng ta cứ mua cái siêu gì, siêu bình đân của các cụ ngàn đời nay đã vẫn làm á, cái siêu đó là siêu đất ấy, bán có mười mấy ngàn, thì chúng ta lấy gì ấy, cho hết mấy cái vị này vào, sau khi rửa sơ thuốc một tí thì chúng ta cho vào, rồi chúng ta sẽ cho ba chén nước sắc còn 8 phân. Thì cái kinh nghiệm sắc thuốc nó như thế này, nghe thì nó rất là thấy phức tạp đúng không, và nhiều người rất là ngại sắc thuốc, nhưng mọi người nhớ này, thầy Châu có chỉ cái kinh nghiệm như thế này này, khi sắc thuốc á mọi người nhớ mua cái ấm, cái siêu mà nó có cái tay xách á để mình xách lên dễ dàng, bây giờ nó có cái quai xách á hoặc là cái tay cầm là dài như này, và khi mà chúng ta nhấc lên mình bắt đầu mình thấy nước có vẻ rút rút rồi thì mình bắt đầu nhấc ra, mình đặt cái tay nhẹ vào tí mà khi thấy gần mà nó nóng mà muốn phỏng tay thì thôi chưa được. Nhưng mà khi nào mà chúng ta sờ cái đít của cái siêu thuốc á mà nó mát ấy thì lúc đó chính là còn 8 phân. Bởi vậy dân gian nói là sắc ba chén còn 8 phân. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.